Yo, what's up guys? Welcome back to Kuntaveli Live, where we react to music that are not live but lively, you get me fam. So guys, today we are going to Vietnam. I'm not sure if this artist is from Vietnam. Please comment down below where it's from. So this will be my first time. Let me stop talking too much and let us get straight into the video. If you're new here, subscribe. Like this scene, where was this shot at? Come from the rural area, now they are in the big city. I think I can get the concept, but please comment down below, what is he going to say? Quê cứ hỏi tôi rằng bao giờ mới về thăm quê, mà cứ biển biệt xa rồi quên tiếng ma tiếng bà. Nơi phố thì đèn hoa mà sao bỏ quên quê nhà, quên lúng rau nương cà rồi chạy theo phù phiếm xa qua. Phố thì đèn hoa nhưng làm sao. So what is the song about? So is it talking about when they were young, now they have grown up? I'm not sure guys, please help me in the comment section. Quên khúc dân ca, phố thì đèn hoa nhưng tình quê luôn khắc trong ta. Yêu những dòng phù sa, yêu sao những con sông già, yêu tiếng quê đậm đà xa gọi người nhớ qua. Đừng bỏ mẹ mà đi, đừng bỏ cha nơi này, đừng bỏ qua nơi này, qua buồn, qua nhớ thương. I like his voice man, it's very unique voice guys. Ngài, quê ngoài có luống rau, quê nội có cánh đồng. Đừng nữa kia ngược dòng quên hẹn thề người thôi bỏ quê. Thì đèn hoa nhưng làm sao quên khúc dân ca. Man, I wish I could understand it man, I wish I could understand it man. I cannot understand but it has the vibe, you get me, it has that vibe. Phố thì đèn hoa nhưng tình quê luôn khắc trong ta. Yêu những dòng phù sa, yêu sao những con sông già, yêu tiếng quê đậm đà xa gọi người nhớ quay về.
đừng bỏ mẹ mà đi, đừng bỏ cha nơi này, đừng bỏ qua nơi này, qua buồn qua nhớ thương ai quê ngoài có luôn. The video is so simple, man, but it's so good. And the beat, man, never had a beat like this. This beat is also unique. Shout out to the one who produced it. Quê nội có cánh đồng, đừng nữa kia ngược dòng, quên hẹn thề người thôi bỏ quê. Guys, you have reached the end of our reaction, man. If you've liked this video, don't forget to subscribe, like, comment, share. So this performance, I'll give it a 9 out of 10. The 1 point is just because I did not understand. Please help me understand in the comment section below. So guys, you have reached the end of our reaction. If you're new here, subscribe, like, comment, share, and I'm out.